Chiều mùng 7 tháng 9, trên trang cá nhân hơn 1,7 triệu người theo dõi, ca sĩ Jack đã có bài đăng khá dài, trong đó tiết lộ anh đã chi khoảng hơn 200.000 euro, tức khoảng hơn 5 tỷ đồng cho riêng quân nhân quốc cường để đi gặp Messi. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack cùng ekip trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi trả, đồng thời cho rằng phía doanh nhân quốc cường về chuyện. Bài đăng của Jack như sau: không dễ gì gặp được sao quốc tế, tham gia vào dịch vụ của ông cường để đạt được ước mơ gặp Messi, Jack chấp nhận rủi ro. Jack và ekip đã phải lưu lại Pháp lâu hơn dự định, chấp nhận phải chi tiền nhiều hơn. Đã có lúc Jack tưởng phải quay về Việt Nam mà không được gặp Messi, nhưng Jack vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Ông cường rất hiểu tâm tư của Jack, ông cường liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông cường báo giá cho Jack là 80.000 euro, sau ông tăng lên hơn 200.000 euro. Trong giai đoạn bên Pháp, Jack đã mượn tạm ông cường một khoản tiền vì Jack không mang đủ euro. Sau đó về Việt Nam, Jack đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông cường. Tổng cộng, Jack đã chi hơn 200.000 euro cho riêng ông cường theo đúng thỏa thuận. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và ekip trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi. Tuy nhiên, ông cường liên tục úp mở với truyền thông là sẽ công bố số tiền chuyến đi, không hiểu vì lý do gì. Thậm chí ông còn cố tình đăng clip Jack ký giấy mượn tiền trong status trên trang cá nhân nhằm bôi xấu hình ảnh của Jack, sau đó ông đã tự gỡ clip. Tại Việt Nam, khi tin đồn Jack chi 60 tỷ để gặp Messi xuất hiện trên mạng xã hội, thái độ của ông cường với Jack thay đổi 180 độ. Ngay lập tức, ông cường yêu cầu Jack đính chính, dù Jack không liên quan và không bao giờ muốn chạy theo những tin đồn thất thiệt. Jack từ khách hàng đã trở thành vật tế thần để ông cường giải thích cho hoạt động đi gặp ngôi sao bóng đá quốc tế của mình. Chuyến đi của Jack do ông cường tư vấn và giám sát. Jack luôn có ý thức phối hợp với ông cường và thường xuyên trao đổi thông tin cụ thể, đầy đủ với ông cường. Ngay từ đầu ông cường đã ủng hộ và thúc đẩy Jack thực hiện ước mơ này, đó cũng là lý do Jack sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để thực hiện ước mơ. Chỉ cho đến khi có tin đồn 60 tỷ không biết từ đâu xuất hiện, ông mới quay sang công kích Jack. Ngay sau tháng 9, đại diện truyền thông của ông cường đã chủ động cung cấp thông tin sai lệch cho các báo điện tử và trang tin rằng Jack năn nỉ gặp ông tại Hà Nội để thương lượng. Thậm chí ekip của ông cường còn bịa chuyện Jack xin phép ông cường đăng bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ lên page của Jack. Jack cũng đã trả tiền sòng phẳng cho việc kết nối này, nhưng Jack không thể ngờ chỉ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, ông cường đối xử với khách hàng khốc liệt như vậy. Ngay trong những ngày sóng gió nhất, Jack đã tìm thấy cơ hội thứ hai để gặp lại Messi. Cơ hội thứ hai sắp tới khiến Jack cảm thấy phấn chấn, thúc đẩy anh thực hiện những dự án có ý nghĩa gắn với thần tượng Messi bằng những hoạt động thiết thực hơn.